ăn đầu tiên. Cement đầu tiên. Cement đầu tiên. Cement đầu tiên nào, vô. Mũi trăng hả? Năm. Năm. Sáu. Bảy. Tám. Chạy con nữa. Nãy giờ là bạn cuối cùng là một thanh niên này không bị loại, thanh niên bị loại rồi, thanh niên bị loại rồi. Rồi, một thanh niên này bị loại. Rồi, nhìn đây. Rồi, thanh gói là đang điếm làm tổng tài nha anh em. 3 4 5 6 đi chạy đi qua. 8 9 1 chạy. 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 Xin chào anh em, chào mừng anh em đã lại quay lại channel của mình nha. Hôm nay mình sẽ test một cái trò chơi cho cái đám thanh niên team Pokemon của mình nha anh em. Là hôm nay mình có một trái dưa khô, mình đây là cái dụng cụ của mình nha anh em. Tí nữa anh em biết là cái đây là một cái bong bóng. Rồi, trong đây là có nam sĩ là cái giải thưởng cho chơi nha anh em. Mình nhét vào nam sĩ vào cái bong bóng này nha anh em. Đó. Và mình thổi lên và mình sẽ dừng một cái tờ chơi cho cái team của mình. Và cái team của Bình Chim đang đứng bên hông đây nha anh em. Chào anh em. Và sẽ bắt đầu giờ mình chơi nha anh em. Mình sẽ thổi cái bong bóng này lên nè. Và mình nhét nêm sĩ vào. Nhét cho tôi nè. Hai ngay con. Nêm sĩ. Giải thưởng. Nêm sĩ bắt đầu. Giải thưởng nêm sĩ đoan vô đây cho nêm sĩ này. Em chỉ cho anh tụi em đưa ngang mà. Coi lúng luôn. Không lúng đâu. Coi đi nào, thổ lên mất tên em xì luôn. Mất được cái gì quý đó mà. Là có thật luôn. Mà. Bầu siêu mì luôn á. Nó bay lâu cái tim mất. À, đâu cho thổ bay mất. Bay tao ghê rồi chết ngàn người nghiếu. Giờ mình thổ lên nha anh em. Nói chung là Bình giam này là hầu giờ là cái đi biển hơi nhiều lắm anh em. Thẩu tới sáng cuộn cuộn vẫn không hơi mấy anh em. Đây là các thanh niên đang thử thách ta chơi các anh em. Nó dài không? Đá sao được? Đá sao được? Và năm xì tung đây nha anh em. Đấy đấy, mấy em thấy tao được xì anh em. Tại bớt bớt đâu ra nào Vinh. Đá gì nhiều đâu, đá sao đá. Gì đồ hơn. Đá ai là bớt đây. Rồi bây giờ chúng mình sẽ bỏ cái bong bóng ngay ở bên chỗ kia và xách tay dừa để cho thử thách mấy bầu nhỏ. Dừa nè. Này chỗ này. Đang hô hô đang còn thấu. Đây. Vậy được hả? Xa lắm các bạn. Lấy một cọng su ấy. Có cọng su nào? Và giờ mình bong bóng mình cũng đã chôn xuống kỹ càng rồi nha anh em. Kia là các thanh niên đây, team của mình đang định chơi chơi này nha anh em. Đây viên thử thách. Và giờ bắt đầu mình chơi nha anh em. Thanh niên nào đầu tiên? Cement đầu tiên. Cement đầu tiên rồi, vô. Mũi trăng hả? Năm. Năm. Sáu. Bảy. Tám. Chạy con nữa. Nãy giờ là bạn cuối cùng là một thanh niên này không bị loại, thanh niên bị loại rồi. Rồi, một thanh niên này bị loại. Rồi, nhìn đây. Rồi, thanh gói là đang điếm làm tổng tài nha anh em. 3 4 5 6 đi chạy đi qua. 8 9 1 chạy. 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 Rồi thanh niên tiếp theo. Mời thanh niên tiếp theo nha. Và bây giờ là thanh niên con chó điên.
bị nha. 1 2 3. 1 2 3 4 5 6 7 8. Thôi bị dòng thâu. Thôi giờ là mình sẽ chơi xuống 7 dòng, còn 7 dòng các anh em. 7 dòng thôi. Rồi. Bây giờ là đây là nam bụng bự nha anh em. 1 2 3 4 5 6 7. Chết. Không đâu nè, chạy là được. À xuống còn 5 vòng nữa chạy được không? 6 vòng đi. Bây giờ là xuống. Ok, cho 7 vòng. Ok. Bây giờ là xuống Toro riêng Toro cho 7 vòng đi. 7 vòng. Chuẩn bị đây. Vòng đứng lên em. Rồi, 1 2 3 bắt đầu. 1 2 3 4 nhanh lên. 5 6 7 nhảy em giúp. Xuống em giúp. Ở đây phải mưa vô à. Rồi thanh niên Toro đã phá vỡ tao bóng. Đây tên MC đây anh em. Trao giải thưởng lại đây, trao giải thưởng. Đúng không? Đây. Thanh niên Toro. Ê anh MC của mình đã mệt mỏi đeo xe ông bô nha anh em. Đây là thành vẽ xứng đáng với mình. Ok. Và bây giờ mình tiếp tục lại quay lại cái trò chơi này nha anh em. Mới nãy thanh niên kia là đá bỡ bóng bóng mất hết 5 xì bạc của mình rồi anh em ơi. Giờ mình phải hạ xuống thấp còn 2 xì nha anh em. Chứ cắm đám thanh niên này nó định khô máu với mình rồi. Giờ bắt đầu mình nhét tiền vô nha anh em. Đá mà bỡ nè. 10 vòng 5 nữa. Thanh niên cho anh Giang chơi say chậm quá. Cái đây là bình với em chắc chuẩn bị đổ nợ các anh em ơi. Này là cái bồn nhỏ này là chuẩn bị nó lấy ra sạch tiền của bên em luôn. Giờ thanh niên được 5 xị ra anh em. Đấy, đấy. Coi vô mà thấy các anh em. Nó được 5 xị rồi, bây giờ là nó thích nó ngâu đây nữa, nó tính nó kiếm luôn dạ. Cái 2 xị luôn các anh em ơi. Dạ, cái kiểu này chắc là kín nó ra khỏi cái ban hội đô demon này quá các anh em ơi. Giờ Thanh là làm còn tay nha anh em. Vô. Tiếp hiệp 2, Giờ này là hiệp 2 các anh em ơi. À tức đi. Giờ này là giá nhì được 200 nghìn đồng. Không. Rồi giờ tới được ai đây? Giờ đợi tôi đưa bài nha. Sắm sức vô đàng hoàng, ngay vô. Đi. Lâu lại cho bài ta được. À sao chứ ông. Giờ này. Chín chín. Rồi đi. Lên. Lên. Chín năm bao chuyện nữa mà. Ờ. Thấy là mày đi đuổi đâu. Ôm tới dưới nè. Dạ, Miu. Rồi, bây giờ là cho tớ Vũ. Đúng rồi, con của ba bác mới sinh nhật các em. Lên em. Chuẩn bị này. Đám không? Bây giờ là mình sẽ quay 8 giờ nha các anh em. 1, 2, 3, bắt đầu. Trở lên. Đi cái ba. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nói chung là cái thanh niên này nó hơi yếu quá các em ơi. Rồi giờ bắt đầu với thanh niên thứ hai. Rồi thanh niên bị lỗi, Rồi là... Ok, thanh niên nhìn tên gì bữa qua thì là bốn hả? Thanh niên này là thọ lõi nha anh em. Thanh niên là đẹp trai nhất trong tem á. Nói mà chung mà mai mốt mà em mày mà làm có tiền rồi chắc bạn bè mày nhờ lắm cho mày thọ lõi quá cũng anh em cũng nhờ. Thọ vô em. 1, 2, 3, bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, giấc em kêu. Bọn mình sẽ chắc là lần thứ 3. Chứ lần này là chưa có là đá được. Giờ mình sẽ chắc lại một người là 7 trái cát anh em. Rồi giờ ta lượt cái thông tin này anh em. 1, 2, 3, bắt đầu. 1, 2 3 4 5 6 7 đá em lên đá đá anh niên này hay quá hay kìa cũng là cát anh niên này không đừng nhận giải nhận giải nhận giải nhận giải cho là nhận giải cho con giải 300 ngàn nữa không
Mấy thanh niên này là giờ xuống 50 hay chi ai quay. Đừng giỡn đâu. Tao giải ơi. Đây tiếng khổ công nha mấy ha. Vô, ai bay. Giờ là tới lượt mình anh em, giờ mình sẽ quay một giờ cắt anh em. Rồi giờ Thanh gọi sẽ test thử tao chơi này nha anh em. Điểm nhanh lên thôi. 1 2 2 nha chung lên. 4 5 7 vòng thôi, 7 vòng thôi. 10 vòng thôi. 7 8 9 Hỏi cầm nghĩ, hỏi cầm nghĩ, hỏi cầm nghĩ. Cái cảm nghĩ của anh Thanh gọi là sao? Wow, nó chắc đẹp quá đi em ơi. Hôm nay không có ai cho được hết á. Nói chung là mình sẽ tám nhân là mình rối mình xong luôn. Chắc video này cũng này, được. Này, này là nó khó quá khó em ơi. Wow, giờ chỉ muốn ném xuống con. Wow, thôi á. Thôi chết luôn em ơi. Nói chung là cái này là khó quá khó mà. Để nhỏ cho nó ăn được 500.000 đồng hay chỉ là cái anh em. Nó ăn xem nó ăn được 500.000 đồng xong nó bỏ cuộc nó nằm tại chỗ anh em. Wow, chơi phi. Đó kìa. Và bây giờ cái đám team 500 anh em của bên team chơi vào dùng mình team chơi thử nha anh em, coi thử ra sao cái trò chơi này sao nha. Ở đây lớn mày 15 vòng. Không. 15 vòng. Lại làm tầm tay. Tôi tầm tay. 12 vòng đi. Không. 1 2 3 bắt đầu. 1 2 3 4 nào. 4 5 nói chung là cái thanh niên này là yếu mà không mà tỏ ra nguy hiểm cái đây ơi. Nếu anh em vô này coi là cái đây. Cô vô mà miền như là cứu rồi em. Đâu tao gì hả? Ông cho em Giang. Xe đúng một em đứng dân luôn nè, xe đều đều. Hai anh em. Sau một buổi chơi tao này kiểu là nhức đầu anh em, mệt chóng mặt, còn giải thưởng 50.000 không có anh em nào lấy được nữa anh em, nó chơi tiêu rồi sao nó không lấy nữa. Nó lấy một hàng 500 hàng đi, hàng đi 200 nè anh em, cất bị mấy không của mấy không chết hết bảy sẹn của bên rồi anh em, khổ quá khổ anh em. Giờ nói gì một câu cho kênh những người ủng hộ kênh YouTube của mình này. Mấy anh em thấy video hay đăng ký kênh ủng hộ kênh bên nha. Và bây giờ video kết thúc nha anh em. Tạm biệt anh em. Tạm biệt anh em. Nhớ like và subscribe nếu thấy hay thì hãy nhớ like và subscribe kênh chúng mình nha anh em. Bye. These expectations, they keep weighing me down. My heart is begging me to get the hell out of my head. I'm gonna live inside the upside down. For a minute and pretend, honey, I'm a perfect 10. Whoa, honey, I'm a perfect 10. Whoa, and if I say it enough, it gets ingrained.